Xin chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với video báo giá tại salon ô tô Vạn Lộc, địa chỉ 19A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Để biết thêm thông tin chi tiết của những mẫu xe ngày hôm nay thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy gọi điện ngay đến số hotline của chúng tôi 0985 02 8888 và 0915 386666 sẽ được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Chiếc xe đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đó chính là một mẫu SUV đến từ nhà Lexus, chiếc GX 460 sản xuất vào năm 2009 và đăng ký lần đầu vào năm 2010. Xe được trang bị ngoại thất màu vàng cát và nội thất màu kem, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, ốt đô là 7 vạn mai. Mức giá chào bán cho chiếc Lexus GX 460 năm 2009 tại Vạn Lộc Auto là 1.695 triệu đồng. Bên cạnh là mẫu Toyota Land Cruiser sản xuất vào năm 2017. Xe được trang bị ngoại thất đen và nội thất màu đen, mang tên công ty của một chủ từ đầu, xuất hóa đơn cao. Chiếc xe này đã trải qua quãng đường 3,5 vạn km. Mức giá chào bán cho chiếc Land Cruiser năm 2017 tại Vạn Lộc Auto là 3 tỷ 850 triệu đồng. Tại Vạn Lộc Auto thì những mẫu xe Mercedes-Benz GLS luôn luôn là một trong những sản phẩm thế mạnh của salon ô tô chúng tôi. Trong năm vừa qua thì Vạn Lộc Auto đã bán ra thị trường gần 20 chiếc xe Mercedes-Benz GLS 400. Và hiện tại thì Vạn Lộc Auto đang sở hữu và đang chào bán 3 mẫu xe Mercedes-Benz GLS 400. Chiếc đầu tiên đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz GLS 400 2016 màu đen và nội thất màu kem. Xe mang tên công ty một chủ từ đầu, biển tỉnh, đã rút hồ sơ về Vạn Lộc. Khách hàng chỉ cần công chứng hợp đồng mua bán và sang tên. Ốt đô của xe là 3,5 vạn km. Mức giá chào bán cho chiếc xe Mercedes-Benz GLS 400 2016 tại Vạn Lộc Auto là 2 tỷ 950 triệu đồng. Bên cạnh là mẫu xe Lexus GX 460 sản xuất vào năm 2015 và đăng ký lần đầu vào năm 2017. Xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội, 30G27777. Ốt đô của xe là hơn 3 vạn mai. Vạn Lộc Auto đang chào bán chiếc xe Lexus GX 460 năm 2015 với mức giá là 3 tỷ 450 triệu đồng. Tại thị trường xe sang đã qua sử dụng thì những chiếc xe Prado luôn luôn là một trong những sản phẩm rất hot và được rất nhiều những khách hàng quan tâm. Và chiếc xe này của Vạn Lộc thì sau khi vừa mới lên sóng thì đã có khách cọc, khách làm ngân hàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong để khám phá thêm những mẫu xe mà ngày hôm nay Vạn Lộc Auto đang chào bán. Chúng tôi luôn luôn chào đón anh chị và các bạn đến với salon ô tô Vạn Lộc để xem xe và trải nghiệm sản phẩm, và sẽ có giá tốt nhất dành cho anh chị và các bạn nào nhiệt tình. Trước mặt anh chị đây đó chính là mẫu xe Mercedes-Benz GLS 400 sản xuất vào năm 2018 và đăng ký lần đầu vào tháng 5 năm 2019. Xe mang tên cá nhân của một chủ từ đầu, biển tỉnh, đã rút hồ sơ. So với những mẫu xe cùng đời thì anh chị và các bạn có thể quan sát rằng chiếc xe này có một vẻ ngoài sang trọng và vô cùng đẳng cấp. Do chủ đã độ lên form xe của Mercedes-Benz GLS 500 chính hãng tại Đức. Cụ thể là độ body kit, bộ mâm AMG vô cùng đẳng cấp. Bên trong là chủ đã độ lên 2 cửa nóc. Vạn Lộc Auto đang chào bán chiếc xe siêu lướt, siêu đẹp này với mức giá là 3 tỷ 980 triệu đồng. Và chiếc xe Mercedes-Benz gầm cao thứ tư tại Vạn Lộc Auto đó chính là chiếc xe Mercedes thứ ba tại Vạn Lộc Auto, đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz GLS 400 sản xuất vào năm 2018, màu trắng và nội thất màu đen, của một chủ từ đầu, tên công ty, xuất hóa đơn. Ốt đô của xe là 1,8 vạn mai. Mức giá chào bán cho chiếc xe này là 3 tỷ 850 triệu đồng. Và chiếc GLS thứ tư tại Vạn Lộc Auto đó chính là chiếc xe Mercedes-Benz GLS 350d phiên bản máy dầu. Chiếc GLS 350d phiên bản máy dầu sản xuất vào năm 2016 và đăng ký lần đầu vào năm 2017. Xe của một chủ từ đầu, tên công ty, số hóa đơn cao. Chiếc xe này đang được chúng tôi chào bán với mức giá là 2 tỷ 850 triệu đồng. Ốt đô của xe là hơn 5 vạn mai. Nếu như anh chị và các bạn đang tìm kiếm một mẫu xe sang trọng, tiện nghi và bền bỉ thì anh chị có thể tham khảo chiếc xe Lexus GX 470 tại Vạn Lộc Auto. Xe được sản xuất vào năm 2007 và đăng ký lần đầu vào năm 2008. Màu vàng cát và nội thất màu kem, mang tên cá nhân, biển Hà Nội. Đây là phiên bản full option, được trang bị rất nhiều những cái option cao cấp như là loa Mark Levinson, đầu DVD, hệ thống nâng hạ gầm, cùng rất nhiều các option cao cấp khác. Tiếp đến là chiếc xe màu xanh và nội thất màu nâu, chiếc Evoque, sản xuất vào năm 2012 và đăng ký lần đầu vào năm 2015. Xe công ty xuất hóa đơn, ốt đô của xe là hơn 4 vạn km. Mức giá chào bán cho chiếc Evoque 2012 này là 1 tỷ 135 triệu đồng. Và mẫu xe cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu đó chính là một trong những mẫu xe đầu bảng của nhà Lexus. Chiếc Lexus LX 570 sản xuất vào năm 2008 và đăng ký lần đầu vào năm 2010. Xe em được trang bị ngoại thất đen và nội thất màu kem. Sau hơn một thập kỷ thì chất xe vẫn còn rất đẹp, do được chủ nhân chăm sóc rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Nội thất còn zin nguyên bản. Và như anh chị và các bạn có thể thấy rằng chiếc xe này có một vẻ ngoài hiện đại so với các mẫu xe cùng đời, do được chủ nhân đã độ lên form xe của năm 2015. Chúng tôi đang chào bán chiếc Lexus năm 2008, đăng ký lần đầu vào năm 2010, độ lên form xe năm 2015 với mức giá là 2 tỷ 250 triệu đồng. Và mẫu xe cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là chiếc xe BMW 750 Li sản xuất vào năm 2011 và đăng ký lần đầu vào năm 2012. Xe mang tên cá nhân, biển Hà Nội. Và chiếc xe này cũng có một điều rất là đặc biệt là chủ đã độ lên form xe mới. Cụ thể là lưới tản nhiệt, hệ thống đèn pha kiểu mới, đi kèm đèn định vị ban ngày LED, độ body kit. Bên trong thì khoang nội thất chủ cũng đã độ lên màn hình cảm ứng, chìa khóa thông minh Smart Key và rất nhiều những option cao cấp khác nữa. Để đặt hàng và sở hữu một trong những chiếc xe của Vạn Lộc Auto thì anh chị và các bạn hãy đến với salon ô tô chúng tôi tại địa chỉ 19A Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để xem xe và trải nghiệm sản phẩm. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng video của Vạn Lộc Auto. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh, rung chuông để có thể nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Với tiêu chí kinh doanh Vạn Lộc là uy tín là Vạn Lộc, chúng tôi luôn mong muốn mang tới cho quý khách hàng những chiếc xe sang chất lượng cao, xứng đáng với số tiền mà quý khách hàng bỏ ra. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.